Hai mọi người, lại là tôi đây. Sáng nay chúng ta sẽ ăn món mì vu cua mọi người, vu khoai đen đá mọi người. Mì vu cua mọi người. Ly khoai đen đá mọi người. Muỗng mọi người. Đổ luôn rồi. Màu ăn sáng rồi, sáng uống một khoai, làm cử sáng mọi người. Nước dừa ăn rồi. Nước bài rồi. Nước dừa lắm. Bắn mặt luôn. Nước bắn mặt. Giá cho muối mình dầu mà dầu quế mình thơm mà quán rồi ra bông điện điểm luôn rồi. Biết mà nhiều cô mọi người. Nói rằng những cô ăn lúc nào nó cũng nhám nhám đúng không? Cầm sạm á. Chắc do tạo được không mọi người. Chờ giờ ăn ngon, ăn mẹ ăn ngon. Khô mực lại cho ngọt nước luôn. Đợt này quyết nó không đi thôi luôn. Nước ngọt ngon vừa ăn mọi người. Nước tôm ngon. Uống như cua là ăn nước nó cũng ngon mà. Nhưng mà do đây mắm dốt nó quen luôn rồi. Ăn cái mùi mắm dốt nó quen rồi. Không đợi cảm giác nó thấy thiếu. Cà phê đen bảo đắng luôn rồi, đúng đó. Mì vô cô ngon mọi người. Cái này nước vừa ăn luôn rồi, không có bị mặn luôn rồi, bị mặn quá. Cái vô cô mẹ ngon rồi, nhau quyết ngon, phô mực thơm ngon, cà phê đen đá bảo đắng luôn rồi. Chào tạm biệt mọi người nha.
nha. Chúc mọi người có một buổi sáng thật là ngon mệt và con ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người. Xin hãy đau đọc xíu nha.